Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 9, hơn 22 triệu học sinh các trường mầm non, phổ thông trên cả nước đã chính thức bước vào năm học mới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai, một điểm sáng trong hệ thống giáo dục toàn tỉnh Gia Lai với hơn 30 năm thành lập và có nhiều tiến bộ vượt bậc về chất lượng giáo dục vươn lên là một trong các trường trung học phổ thông hàng đầu của địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước khẳng định việc thành lập hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú nói riêng và coi trọng giáo dục cho con em đồng bào dân tộc thiểu số nói chung là một chủ trương thể hiện tư duy và tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước ta, mang tính thời sự và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Nếu chúng ta làm tốt cái việc giáo dục, đào tạo cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, tức là chúng ta tạo ra một cái nền tảng rất là tốt đẹp, căn cơ, vững chắc để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ khác đối với vùng sâu vùng xa và con em đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi nghĩ rằng giáo dục đào tạo là một con đường tốt nhất để thoát khỏi đói nghèo, để vươn lên làm chủ vận mệnh, làm chủ cuộc đời mình trong tương lai. Chủ tịch nước đề nghị nhà trường và các cô giáo, thầy giáo phải rất coi trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy, phải kiên trì, bền bỉ, chắc chắn, có phương pháp sư phạm phù hợp với từng lớp học, từng lứa tuổi, thậm chí trong từng lớp đối với từng học sinh. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao quà ủng hộ quỹ khuyến học của nhà trường, trao học bổng cho các học sinh có thành tích xuất sắc, vượt khó vươn lên. Các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ cũng đã trao nhiều phần quà động viên thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai bước vào năm học mới. Sáng qua, cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, gần 2,3 triệu học sinh mầm non, phổ thông trên địa bàn Hà Nội nô nức đi dự lễ khai giảng ngày hội đến trường năm học mới 2023-2024. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dự lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại trường hữu nghị T78, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Trường hữu nghị T78, tiền thân là khu học xá miền núi Trung ương, được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1958 từ tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giúp cách mạng Lào đào tạo nguồn cán bộ phục vụ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Khu học xá miền núi Trung ương T78 trở thành ngôi trường đầu tiên dành cho lưu học sinh Lào học tiếng Việt và văn hóa các cấp và là tiền thân của hệ thống các trường Lào tại Việt Nam sau này. Em cảm thấy rất hào hức ạ, bởi ở đây chỉ khác ở Lào, bởi ở Lào chỉ không làm lễ to như thế này. Em muốn nói tiếng Việt thì tốt hơn. Cháu cảm thấy rất hào hứng và vui ạ. Trong năm học mới thì cháu mong muốn là cháu cố gắng học tập để có thể đạt được một kết quả học tập tốt hơn ạ. Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá rất cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các thế hệ thầy và trò nhà trường đã đạt được trong thời gian vừa qua. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng giáo dục, xem đây là quốc sách hàng đầu, luôn dành những điều tốt đẹp nhất để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, bảo đảm tất cả các em học sinh, dù ở đồng bằng hay miền núi, biên giới, hải đảo, ai cũng được học hành, tiếp cận giáo dục công bằng. Đây là nền tảng căn bản nhất để giải phóng con người khỏi nghèo nàn, lạc hậu, để có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, xây dựng đất nước giàu mạnh. Tôi đề nghị ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, tiếp tục tăng cường giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa của dân tộc, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho học sinh, xây dựng văn hóa học đường, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của năm học. Chúng tôi rất là mong các thầy cô giáo tiếp tục phấn đấu và vượt qua những cái khó khăn trở ngại trước mắt để chúng ta thực hiện cái sứ mệnh như Bác Hồ nói, sự nghiệp mà 10 năm thì trồng cây mà 100 năm thì phải trồng người. Năm học mới đã bắt đầu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có những gửi gắm tới các bậc phụ huynh và học sinh Hà Nội và cả nước để triển khai thành công năm cuối cùng học theo chương trình giáo dục phổ thông cũ. Thì cái sự phối hợp giữa phụ huynh học sinh nhà trường là một cái khâu rất là quan trọng
để có thể đảm bảo được cho học sinh có một cái năm học an toàn, trường học có thể đạt được các cái mục tiêu của năm học. Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng có những cái văn bản quy định nhắc nhở các cái nhà trường trong việc phát hành sách giáo khoa thì không được ép, không được bán kèm những cái tài liệu không phải trong các cái danh mục của sách giáo khoa. Thì cái điều này chúng tôi cũng mong là phụ huynh cũng có những cái chủ động trong việc giám sát, trao đổi với nhà trường để làm sao mà thực hiện được nghiêm các cái quy định của nhà nước cũng như của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sáng qua tại quận Gò Vấp, trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về những đóng góp của tập thể nhà trường cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện theo tinh thần toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2023-2024, thầy cô trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền chào đón 428 em học sinh khối 1. Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2017-2022 và sự cố gắng nỗ lực vượt bậc, trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền đã đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong sự hân hoan của ban giám hiệu, toàn thể giáo viên, học sinh nhà trường. Kết quả này tiếp tục là động lực để nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy. Xác định nhiệm vụ năm học mới hết sức nặng nề, song với sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, kết hợp chặt chẽ của các bậc phụ huynh, sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ nhà trường, thầy và trò trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024. Hôm qua, trường tiểu học Việt Mỹ, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh đã tổ chức khai giảng năm học 2023-2024. Đây là ngôi trường có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần giải quyết vấn đề tăng dân số nhanh tại huyện Bình Chánh. Trường tiểu học Việt Mỹ được xây mới khang trang với mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng trên diện tích hơn 4.000 m². Trường có 28 phòng học và 12 phòng chức năng với trang thiết bị hiện đại. Năm học 2023-2024, trường có gần 500 học sinh ở tất cả các khối lớp tiểu học. Xã Vĩnh Lộc A là một cái địa bàn tương đối rộng lớn, dân số đông. Các trường công lập cũng đang được gấp rút đầu tư xây dựng, nhưng mà không thể đáp ứng hết cái việc học tập của các em, nhất là cái việc học tập bán trú. Với sự đầu tư bài bản của Tập đoàn Giáo dục Việt Mỹ thì cũng đã góp phần rất lớn vào việc giải quyết cái nhu cầu giảng dạy của giáo viên cũng như là việc học tập của học sinh hiện nay trên địa bàn xã. Trong thời gian tới thì tập đoàn chúng tôi Việt Mỹ luôn chú trọng đến cái việc đầu tư về cơ sở vật chất cũng như xây dựng cái đội ngũ giáo viên thật là chuyên nghiệp và lấy người học làm trung tâm để chúng ta phát triển một cách bền vững. Ngoài trường tiểu học Việt Mỹ, hiện Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Việt Mỹ đã mở rộng đến 4 trường mầm non và 2 trung tâm ngoại ngữ tại huyện Bình Chánh và các quận huyện lân cận với quy mô rộng hơn 20.000 m² và hơn 3.000 trẻ đang theo học, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn. Thưa quý vị, năm học 2023-2024 với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là năm học có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tất cả các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong người, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ cho thành phố mà còn cho yêu cầu phát triển vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại các trường được tổ chức ngắn gọn, đảm bảo không khí vui tươi phấn khởi cho học sinh trong ngày đầu năm học mới. Trong năm học này, thành phố Hồ Chí Minh tăng 35.000 em so với năm học trước, trong đó bậc trung học cơ sở tăng nhiều nhất, tập trung tại thành phố Thủ Đức, quận 12, Gò Vấp, Bình Tân, huyện Bình Chánh, Hóc Môn. Đây là những khu vực trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, dân số tăng cơ học cao. Để đảm bảo 100% con em sống trên địa bàn có chỗ học, trong ngày khai giảng 5 tháng 9, thành phố đã khánh thành và đưa vào sử dụng 27 dự án trường học với 441 phòng học mới, trong đó bậc mầm non có 68 phòng, tiểu học có 197 phòng, trung học cơ sở có 88 phòng và các loại hình học tập khác có 88 phòng. Dự kiến sau ngày 5 tháng 9 đến hết tháng 12 năm 2023, thành phố đưa vào sử dụng thêm 21 dự án với 231 phòng học mới. Các em rất là vui mừng và phụ huynh cũng rất là phấn khởi được cho con em mình học tại một cái ngôi trường mới như thế này. Thì chúng tôi cũng kỳ vọng vào cái đội ngũ giáo viên của trường
Khi mà có được một cơ sở mới như vậy thì giáo viên sẽ phát triển toàn bộ năng lực của học sinh. Đây nó không chỉ là mong mỏi riêng của thầy và trò mà nó còn là người dân, nhân dân ở đây nữa, vì được có một cái ngôi trường mới rất là khang trang. Thì kỳ vọng trong năm học mới á, là tất cả các cái hoạt động của chúng ta đều được triển khai, thực hiện tốt, đi vào hoạt động tốt, và các em học sinh lại chăm ngoan học giỏi. Tập thể của thầy cô giáo luôn đoàn kết và nhiệt huyết với ngành, tâm huyết với học sinh. Năm học này thì mình sẽ mở được 6 phòng học từ 1 tuổi cho đến 6 tuổi. Và các phòng chức năng thì đều đi vào hoạt động đều khắp hết. Và hy vọng thì với cái sự hoạt động và với cái phương châm là nhân từ và trí tuệ của trường thì sẽ thu hút thêm nhiều phụ huynh học sinh trong những năm học sau nữa. Phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của giáo viên, năm học này, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng quan tâm phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập với ngoài công lập, phát triển mô hình trường học chất lượng cao. Trong bối cảnh chung, ngành giáo dục thành phố cũng luôn nỗ lực quan tâm, chăm lo về chế độ, chính sách dành cho giáo viên các bậc học để thầy cô giáo yên tâm công tác, đáp ứng các yêu cầu về dạy và học ngày càng cao. Toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường rất mong muốn các con tiếp tục rèn luyện đạo đức, rèn luyện tài năng để tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp mà các đàn anh đi trước đã có, đạt được nhiều giải thưởng trong cái kỳ thi học sinh giỏi thành phố năm học này, và cũng như các phong trào tiếp tục là đạt những giải cấp thành phố hoặc cấp toàn quốc. Chúng tôi đẩy mạnh cái việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện cái đề án chuyển đổi số của thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong ngành giáo dục, cho nên tất cả quý thầy cô đều được trang bị rất kỹ lưỡng tất cả những cái phần mềm nhằm ứng dụng công nghệ số trong giáo dục. Trường học hạnh phúc cũng là nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố Hồ Chí Minh đặt ra trong năm học 2023-2024 để học sinh vui khi đến trường, được thể hiện mình, được thầy cô quan tâm chăm sóc cũng như được trải nghiệm không gian học tập hiện đại. Trường của chúng tôi cũng đang hướng đến là một ngôi trường hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây khi các con đến trường mong ước các con coi ngôi trường mình là ngôi nhà thứ hai. Các thầy cô cũng mong muốn đến trường là ngôi trường hạnh phúc, để nơi đây các thầy cô có thể hiện sự cống hiến, sự hy sinh của mình với mục tiêu cao cả lớn nhất là tất cả vì học sinh thân yêu. Nhà trường đã luôn quan tâm tới mục tiêu giáo dục toàn diện, học sinh phát triển về đức, trí, thể, mỹ. Và bên cạnh đó thì nhà trường thực hiện tốt cái tổ chức các cái câu lạc bộ trong nhà trường để giúp cho các em học sinh có một cái sân chơi bổ ích, thú vị và lành mạnh ngoài cái giờ học tập của các em. Trẻ em đến trường không chỉ là để học các kiến thức về văn hóa thôi, mà các em còn sẽ được tiếp thu, được tìm hiểu những cái kỹ năng thông qua các hoạt động trong nhà trường. Kèm theo đó là nhà trường cũng tổ chức rất là nhiều những hoạt động liên quan đến việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, để cho các em có được cái phẩm chất năng lực cần có đúng với mục tiêu của chương trình giáo dục hiện nay. Hôm nay trường khai giảng thì con thấy trường trang trí rất là bắt mắt và đẹp đẽ. Con thấy rất là vui vì được gặp lại thầy cô với bạn bè sau 3 tháng nghỉ hè. Con muốn được là học sinh xuất sắc để không phụ lòng cha mẹ và thầy cô. Rất vui khi trường của mình đã tiến đến là trường tiên tiến hội nhập quốc tế. Có thể nói năm nay là một năm học rất là quan trọng, đặc biệt là đối với các bạn học sinh lớp 9. Con vẫn đặt ra một mục tiêu của bản thân như là những năm trước là sẽ cố gắng hết mình và đạt được điểm số tốt nhất trong từng môn học, đặc biệt là có khoảng thời gian năm cuối cấp thật là vui vẻ với bạn bè. Tiếng trống khai trường đã điểm, năm học mới bắt đầu với bao niềm vui, sự náo nức, phấn khởi và hy vọng. Từng hồi trống dục dã vang lên cũng mang theo niềm tin của xã hội dành cho thầy cô và các em học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới. Mong rằng các thầy cô sẽ tiếp tục giữ lửa nhiệt huyết, sáng tạo, kiên định với mục tiêu đổi mới giáo dục trong sự nghiệp trồng người. Xin được chuyển qua phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 9, phát biểu khai mạc hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Jakarta, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi ASEAN và các đối tác cùng thúc đẩy hợp tác bình đẳng và cùng có lợi để biến ASEAN thành trung tâm tăng trưởng toàn cầu. Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh rằng, cho đến nay, ASEAN vẫn hoàn toàn giữ vững được đoàn kết. Song đoàn kết không có nghĩa là ASEAN không có sự khác biệt về quan điểm. Tổng thống Indonesia khẳng định rằng, sự khác biệt về quan điểm thực sự giúp thúc đẩy nền dân chủ và cho thấy ASEAN là một gia đình, trong đó các thành viên có địa vị ngang bằng nhau.
Ông nhấn mạnh, bình đẳng thực chất là giá trị cốt lõi mà hiệp hội cùng nhau tôn trọng và đề cao trong khuôn khổ đoàn kết và gắn kết để đưa con tàu vĩ đại ASEAN tiếp tục tiến về phía trước. Trước những thách thức tương lai ngày càng tăng và sự cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc, người đứng đầu chính phủ Indonesia khẳng định rằng ASEAN đã nhất trí không trở thành bên ủy nhiệm cho bất kỳ cường quốc nào và sẵn sàng hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng. Cho rằng thế giới như một đại dương quá rộng nên không thể một mình lèo lái. Nhà lãnh đạo Indonesia kêu gọi các con tàu khác không biến ASEAN thành đấu trường. Thay vào đó, biến khu vực này trở thành sân chơi hợp tác, tạo lập sự thịnh vượng, ổn định và tạo dựng hòa bình không chỉ cho ASEAN mà còn cho cả thế giới. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 9, Nga cảnh báo việc Mỹ đưa vũ khí hạt nhân trở lại Anh sẽ bị Moscow coi là hành động leo thang. Trước đó, vào ngày 28 tháng 8, Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ cho biết không quân nước này đã phân bổ 50 triệu đô la cho một dự án có thể mở đường đưa vũ khí hạt nhân Mỹ trở lại Anh sau hơn 15 năm. Trong một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng động thái như vậy của Mỹ, nếu có, sẽ đi ngược với yêu cầu cấp bách của Nga là rút toàn bộ vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi các nước châu Âu và sau đó là dỡ bỏ các cơ sở hạ tầng để triển khai loại vũ khí này tại châu Âu. Trong những năm qua, chúng tôi đã liên tục nhấn mạnh rằng điều này sẽ gây ra rủi ro chiến lược, làm suy yếu an ninh và sự ổn định trong khu vực. Tuy nhiên, NATO đã chọn cách phớt lờ chúng tôi và hơn nữa còn tự tuyên bố mình là một liên minh hạt nhân. Trong bối cảnh Mỹ và NATO chuyển sang đường lối đối đầu công khai nhằm gây ra cái gọi là thất bại chiến lược cho Nga, tình hình hiện tại và chiều hướng diễn tiến của nó buộc chúng tôi phải tiến hành các biện pháp đối phó tương ứng để bảo vệ các lợi ích về an ninh của chúng tôi và các đồng minh. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, FAS cho biết, dự án hôm qua Tổng thống Iran Ebrahim Raisi khẳng định Tehran sẵn sàng phát triển và củng cố mối quan hệ với Ả Rập Xê Út. Tuyên bố được đưa ra cho thấy quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất Trung Đông đang được cải thiện đáng kể sau thời gian dài đóng băng. Tuyên bố được Tổng thống Raisi đưa ra khi tiếp tân đại sứ của nước này tại Ả Rập Xê Út, Ali Reza Enayati, trước khi ông Enayati lên đường nhận nhiệm vụ tại Ả Rập Xê Út. Tổng thống Raisi khẳng định cả Iran và Ả Rập Xê Út là hai quốc gia có ảnh hưởng tại Trung Đông. Việc tăng cường quan hệ với Ả Rập Xê Út cùng các mối quan hệ đa phương với các quốc gia trong khu vực sẽ không chỉ nâng cao sức mạnh chung của khu vực mà còn hạn chế sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào các vấn đề khu vực. Trước đó, vào ngày 6 tháng 6, Iran đã mở lại đại sứ quán của nước này tại Ả Rập Xê Út sau 7 năm đóng cửa, gần 3 tháng sau khi hai quốc gia Trung Đông này đạt nhất trí bình thường hóa quan hệ song phương theo một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian. Ngày 5 tháng 9, chương trình lương thực thế giới WFP cho biết đã phải dừng hỗ trợ cho 2 triệu người nữa tại Afghanistan trong tháng này do thiếu hụt nghiêm trọng về tài chính. Điều này đồng nghĩa cơ quan cứu trợ này của Liên Hợp Quốc sẽ chỉ có thể hỗ trợ lương thực cho 1/5 trong tổng số 15 triệu người đang rất cần được hỗ trợ lương thực tại Afghanistan. Theo thông cáo của WFP, trong năm nay, tổ chức này sẽ phải cắt hỗ trợ cho 10 triệu người tại Afghanistan, giảm từ con số 13 triệu người đói được cung cấp lương thực xuống chỉ còn 3 triệu người. Năm ngoái, số người được hỗ trợ là 23 triệu. Chúng tôi từng được ăn 3 bữa mỗi ngày, nhưng rồi rút xuống 2, và giờ chỉ còn 1 bữa mỗi ngày. WFP không những cần phải tiếp tục hỗ trợ mà còn phải tăng thêm. WFP cho biết việc cắt giảm hỗ trợ sẽ dẫn đến việc 1,4 triệu phụ nữ vừa sinh con hoặc đang mang thai cùng con của họ sẽ không còn nhận được các loại thực phẩm đặc biệt để ngừa suy dinh dưỡng. WFP dự đoán trong những tháng tới, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em Afghanistan sẽ tăng lên, gây nên gánh nặng cho các trung tâm dinh dưỡng. Sau khi Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan vào tháng 8 năm 2021, nền kinh tế nước này đã dần suy sụp vì cung cấp thực phẩm, giáo dục và y tế cho người dân Afghanistan phụ thuộc nhiều vào các tổ chức nhân đạo. WFP dự kiến sẽ cần 1 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng tới để hỗ trợ thực phẩm cho 21 triệu người Afghanistan. Theo một số nguồn tin chính phủ Nhật Bản, Bộ Ngoại giao nước này đã đề nghị khoản tiền 10 tỷ yên, tức hơn 68 triệu đô la Mỹ, trong kế hoạch ngân sách tài khoá năm 2024 để thực hiện viện trợ phát triển chính thức ODA, theo hình thức Nhật Bản chủ động đề nghị viện trợ, thay vì yêu cầu các nước tiếp nhận. Theo cơ chế hợp tác theo hình thức đề nghị, Tokyo đề xuất và thực hiện các dự án phù hợp với lợi ích quốc gia của mình, thay vì chờ đợi yêu cầu từ các nước đối tác. Đề cương về chính sách mới được quy định trong điều lệ hợp tác phát triển, được sửa đổi vào tháng 6 vừa qua.
Tài liệu nêu chi tiết các chính sách này sẽ được phát hành trong thời gian tới. Ngoài ra, một đơn vị mới trực thuộc Văn phòng Hợp tác Quốc tế của Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ được thành lập trong năm tài chính 2024 để hỗ trợ chiến lược cho hoạt động viện trợ trong 3 lĩnh vực gồm chuỗi cung ứng, số hóa và biến đổi khí hậu. Tổng ngân sách ODA trong năm tài chính 2024 theo đề nghị của Bộ Ngoại giao Nhật Bản là 491,7 tỷ yên, tăng 48,9 tỷ yên so với ngân sách của tài khóa trước. Ngân hàng Nhà nước cho biết với độ trễ chính sách và cam kết giảm lãi suất của các ngân hàng thương mại, dự kiến mặt bằng lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Theo Ngân hàng Nhà nước, nhiều chính sách về tiền tệ, tín dụng đã được ban hành và triển khai đồng bộ các chương trình giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn. Qua đó, tiếp tục định hướng giảm mặt bằng lãi suất cho vay của thị trường, tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và người dân. Trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với một số lĩnh vực ưu tiên, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa ở mức 4% một năm. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng trình cấp có thẩm quyền triển khai chương trình tín dụng đặc thù đối với một số ngành lĩnh vực với nhiều cơ chế ưu đãi về lãi suất, tài sản bảo đảm, cơ chế xử lý nợ đặc thù. Đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh giảm liên tục 4 lần các mức lãi suất điều hành. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong thời gian tới. Công điện nêu rõ, việc cung ứng điện, xăng dầu trong thời gian qua có lúc, có nơi còn bất cập khó khăn. Trong đó, xảy ra tình trạng thiếu điện cục bộ ở miền Bắc vào cuối mùa khô năm 2023 và thiếu hụt xăng dầu tại một số địa bàn vào cuối năm 2022. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV khẩn trương hoàn thiện kế hoạch bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024, tuyệt đối không để thiếu điện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 9 năm 2023. Sau kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, nhiều người dân phản ánh vừa nhận được hóa đơn tiền điện tháng 8 với số tiền cao tăng cao đột biến. Không ít gia đình có hóa đơn tiền điện tăng gấp 2-3 lần so với các tháng trước đó. Giải thích cho vấn đề này, ngành điện thành phố Hồ Chí Minh cho biết là do ngành điện đã thay đổi ngày ghi chỉ số điện khiến số ngày dùng điện vượt mức 30 ngày một kỳ tính hóa đơn, có những nơi tăng lên 40-52 ngày một kỳ. Trong kỳ ghi điện vừa qua, toàn thành phố có khoảng 400.000 khách hàng bị thay đổi thời gian ghi điện, chuyển từ các ngày giữa tháng sang cuối tháng. Có khách hàng tăng thêm khoảng 13-14 ngày và cũng có khách hàng tăng thêm khoảng 20 ngày, tất cả phụ thuộc vào ngày ghi điện cũ. Ngành điện khẳng định khách hàng không chịu thiệt do định mức theo bậc thang. Số ngày dùng điện tăng lên, định mức theo bậc thang cho khách hàng cũng tăng lên, tương ứng theo từng ngày. Không có chuyện ngành điện vẫn dùng định mức cũ khiến khách hàng bị cộng dồn tiền điện cao hơn. Thì chúng tôi khẳng định là việc tính toán này là hoàn toàn không ảnh hưởng đến cái việc tính bậc thang của giá điện. Ngày sử dụng điện nhiều hơn, ngành điện thì cũng tính toán cái định mức phù hợp với cái ngày tăng lên này. Do đó là cách tính như thế nào thì số tiền nó cũng tương ứng cho khách hàng. Chúng tôi cũng chuẩn bị khá kỹ cái việc thay đổi này. Đó đầu tiên là thông báo đến chính quyền địa phương để tuyên truyền. Thứ hai nữa thì chúng tôi có gửi qua các cái kênh thông tin như là Zalo, qua số điện thoại đăng ký, qua ứng dụng chăm sóc khách hàng. Ngành điện cũng cho biết một số khách hàng dù không thay đổi ngày ghi chỉ số điện, song tiền điện tăng cao. Nguyên nhân là do trong tháng 7 và 8 có một đợt nắng nóng, cộng thêm giai đoạn hè, các em nhỏ ở nhà dùng điện nhiều hơn, khiến việc tiêu thụ điện của người dân cũng cao hơn. Lý giải cho vấn đề vì sao không tách hóa đơn thành hai kỳ để giảm tải cho khách hàng, ngành điện cho biết là do vướng quy định của Bộ Tài chính về việc phát hành hóa đơn. Theo cái điều 17 của Nghị định 138 năm 2013, là đối với các ngành dịch vụ như ngành điện của chúng tôi, một năm thì phát hành không quá 12 kỳ hóa đơn. Còn nếu mà trong tháng chuyển như vậy mà chúng ta tách ra làm hai thì năm đó chắc chắn là sẽ là 13 kỳ hóa đơn và vi phạm quy định. Đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có khoảng 60% khách hàng chuyển chu kỳ ghi điện vào cuối tháng và ngành điện tiếp tục thực hiện lộ trình đảm bảo tới năm 2025 sẽ có 100% khách hàng chuyển kỳ chốt chỉ số vào ngày cuối tháng.
Từ nay đến ngày 9 tháng 10, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2023 trên địa bàn thành phố. Việc kiểm tra đặc biệt tập trung vào bánh Trung thu, sản phẩm được nhiều người sử dụng trong dịp này. Việc kiểm tra nhằm kiểm soát, bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các sản phẩm, nhóm sản phẩm sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh Trung thu, bánh mứt, kẹo, trà, bia rượu, nước giải khát, các sản phẩm từ bột và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua kiểm tra cũng sẽ đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế, ngăn ngừa các sự cố về an toàn thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Với khuôn viên rộng hơn 50.000 m2 và kiến trúc độc đáo, Bảo tàng Hà Nội đã trở thành một trong những điểm đến quen thuộc của khách tham quan trong và ngoài nước khi nhắc đến thủ đô Hà Nội. Với hơn 70.000 tài liệu hiện vật với nhiều hình thức, chất liệu khác nhau, hệ thống tư liệu hiện vật đa dạng, phong phú chính là một điểm nhấn của bảo tàng, giới thiệu đến khách tham quan các giai đoạn, thời kỳ lịch sử, kinh tế, văn hóa nổi bật của mảnh đất kinh kỳ. Có thể kể đến trưng bày chuyên đề cổ vật tiêu biểu Bảo tàng Hà Nội ở ngay giữa không gian trung tâm của tầng 1, đã tạo ấn tượng đặc sắc cho người xem bởi 4 nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia. Đây là nguồn sử liệu quan trọng về lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội cần được gìn giữ và phát huy giá trị. Qua những cái hoạt động trưng bày thì tại bảo tàng thì chúng tôi cũng mong muốn truyền tải đến khách tham quan cũng như là đối với những các nhóm học sinh về truyền thống yêu nước của ông cha ta và đặc biệt là truyền thống yêu nước kiên cường bất khuất của quân và dân Hà Nội qua các cái chuyên đề trưng bày. Trong xu hướng phát triển chung và yêu cầu đổi mới, cùng với việc đa dạng hóa các hình thức trưng bày, Bảo tàng Hà Nội cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, để những người yêu bảo tàng từ phương xa cũng có thể nhanh chóng, thuận tiện, tiếp cận và tìm hiểu hệ thống tư liệu hiện vật tại bảo tàng. Chúng tôi đang ưu tiên đầu tiên là số hóa hiện vật bảo tàng. Số hóa ở đây thì có nhiều cái hình thức số hóa khác nhau. Cái mức số hóa ban đầu để chúng tôi nhập toàn bộ dữ liệu hiện vật bảo tàng, sau này tra cứu cũng như quản lý nó trên nền tảng số. Ngoài ra thì cái đề án số hóa hiện vật bảo tàng chúng tôi ưu tiên cho việc 3D các hiện vật bảo tàng. Hiện nay thì chưa chờ cái đề án ra đời, Bảo tàng Hà Nội đã số hóa được toàn bộ cái bảo vật quốc gia, đã có một cái trưng bày chuyên đề về bảo vật quốc gia của Bảo tàng Hà Nội trên nền tảng số. Hiện nay bạn có thể vào website của Bảo tàng Hà Nội, bạn có thể tham quan được cái chuyên đề đấy. Mỗi hiện vật tại Bảo tàng Hà Nội không chỉ cung cấp các kiến thức hữu ích về lịch sử mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu với Hà Nội, để mỗi người từ việc hiểu thêm về văn hóa truyền thống sẽ cùng chung tay gìn giữ, tiếp nối, xây dựng thủ đô ngày càng phát triển. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.